Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nghe Nhìn Việt Nam. Hôm nay thì anh Ngọc đang bận đi tránh nắng rồi nên là mình sẽ ngồi đây và mở hộp chiếc OnePlus 7 Pro này thay cho anh Ngọc nhá. Và thực sự thì chiếc máy của chúng ta đang rất là hot, giống như hệt cái màu đỏ đang có mặt ở trên hộp của chúng ta đây. Thôi thì mình không nói nhiều nữa, hãy cùng mình bắt đầu video mở hộp nào. Cảm ơn hệ thống di động Việt đã hỗ trợ sản phẩm để mình có thể thực hiện được video này. Nếu các bạn nào quan tâm đừng quên truy cập đường link dưới phần mô tả nhé. Đầu tiên thì mình sẽ phải gỡ cái giải băng đỏ này ra. Thật sự là nhìn nó khá là ấn tượng và đẹp. Nhưng mà thôi, bỏ ra đi để có thể mở được hộp của chúng ta. Đấy, tiếp tục là rút cái phần hộp màu trắng ra. Ở dưới các bạn sẽ có một cái hộp nói chung rất là đỏ, hay nói theo kiểu Phú Thọ như là tuyền đỏ. Đấy, chính xác là như thế. Ở trên cùng này thì sẽ là hộp phụ kiện. Bây giờ mình sẽ mở phụ kiện trước. Ở bên trong hộp phụ kiện thì các bạn sẽ có một cái ốp lưng trong suốt. Và ốp lưng này thực sự thì nó cũng không có gì nổi bật cả, rất giống những ốp khác thôi, một cái ốp silicone mềm. Ok. Tiếp tục thì các bạn sẽ có một cái tấm thư. Ở trong tấm thư này thì toàn tiếng Trung Quốc luôn nên là thành ra mình không dịch được. Và cuối cùng là một cái hộp nhỏ hơn. Trong này các bạn sẽ có một số thứ khá là thú vị. Đầu tiên là các bạn sẽ có một cái miếng sticker này để các bạn dán, các bạn thích này. Tiếp theo là các bạn sẽ có một cuốn sách rất là dụng, rất là nhiều chữ. Và tiếp theo là một cái cuốn sách màu đỏ có cái chữ Go Beyond gì thì mình cũng không dịch được luôn, thôi mình bỏ qua một bên đi. Và cuối cùng sẽ là một cái que chọc sim của chúng ta. Và cái chọc sim có điểm đặc biệt ấy là có hình mặt cười, nhìn rất là đáng yêu ở đây, thể hiện là các bạn hãy vui đi. Và thực sự là cái lần đầu tiên mình nhìn thấy cái chọc sim mà to như thế này luôn. Ok, thì bây giờ là xong phần phụ kiện nhá. Mình sẽ tạm thời để nó sang một bên. Và ở phía dưới này sẽ là chiếc OnePlus 7 Pro. Mình sẽ tạm thời để sang một bên nhá. Đây là hai phụ kiện cuối cùng còn lại ở trong hộp của chúng ta. Đầu tiên là một cái cáp sạc. Các bạn sẽ có cáp đồng màu với hộp luôn, là màu này màu đỏ, nhưng mình nhìn kiểu cái đỏ cam kiểu gì ấy. Và cuối cùng thì sẽ là một củ sạc. Củ sạc này thì sẽ có đầu ra tối đa là 5V 6A. Như vậy công suất tối đa của chúng ta sẽ là 30W. Công nghệ này thì được OnePlus gọi là công nghệ Warp Charge. Và sau khi mở xong cái hộp này thì mình nhận ra là như đang còn thiếu một thứ gì đó. Với tai nghe thì có lẽ là khá quen thuộc rồi, Xiaomi hay bỏ tai nghe. Nhưng mà thiếu cái cổng chuyển từ jack tai si ra 3.5 thì có vẻ cái này là hơi thiếu sót thật sự này. Và một cái sự học tập rất chi là Apple luôn. Và đây là chiếc OnePlus 7 Pro của chúng ta. Như các bạn nhìn thấy thì cái mặt lưng của OnePlus 7 Pro năm nay đi nó hơi ngược so với những hãng khác. Ngược ở điểm nào, các hãng khác thì thi nhau làm đổi màu, nhưng mà riêng em này thì làm một màu luôn. Và tất nhiên các bạn vẫn có mặt lưng kính ở trên OnePlus 7 Pro. Tuy nhiên thì cái mặt lưng kính này mình đánh giá cao ở cái điểm là khi mình để lại mồ hôi dấu vân tay ở trên thì nó hiện không quá rõ ràng. Có thể là do cái màu của mặt lưng là màu tối là mình cảm thấy điều đó. Và cái này giúp cho các bạn có thể là sử dụng chiếc máy này trần mà không cần dùng ốp. Tuy nhiên mình khuyên các bạn là vẫn nên ốp em nó vào. Bởi vì sao? Khi mà các bạn không ốp thì rất dễ dàng bị xước lông mèo trên mặt lưng kính, và điều đó thì vô cùng là đáng tiếc. Cùng cái điểm thiết kế ở trên OnePlus, nó nhìn tinh ý một chút các bạn thấy rằng là rất là giống chiếc Oppo F1 Pro. Đó chính là cụm camera. Camera các bạn được đặt dọc và nằm ở chính giữa máy. Phía dưới sẽ là đèn flash LED này, rồi đến logo OnePlus và cùng là dòng chữ OnePlus của chúng ta. Cái thiết kế này làm cho mình cảm giác vô cùng là cân đối và mình rất thích cái kiểu thiết kế như thế này. Phần mặt lưng của máy được bo cong cho mình cảm giác cầm nắm rất là tốt. Tuy nhiên thì mình bị cấn nhẹ tay khi mà mình vuốt từ phần mặt lưng lên phần màn hình của chúng ta. Và mặt lưng của chiếc OnePlus thì rất là liền lạc, bởi vì chúng ta không hề có cảm biến vân tay ở mặt sau. Cảm biến vân tay chúng ta đưa ra mặt trước, và đây sẽ là cảm biến vân tay quang học ở trong màn hình. Còn về cụm camera ở mặt lưng thì các bạn sẽ có là 3 camera, với camera chính có độ phân giải là 48 megapixel. Và theo thông tin mình hiểu được ấy, thì camera 48 megapixel này có cùng cảm biến với chiếc Redmi Note 7 Pro. Hai camera còn lại sẽ có một camera 16 megapixel là camera góc rộng và một camera 8 megapixel là camera tele. Và cuối cùng thì các bạn sẽ có một cái đèn flash LED đua tông ở đây. Rồi, bây giờ cùng mình quay ra phần mặt trước của em nó nhá. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn test thử luôn cái vân tay trong màn hình của em này. Có một cái điểm mình thấy hơi buồn cười là màn hình phải sáng các bạn có thể dí vân tay vào được, còn không thể nào mà dí khi màn hình tắt như thế này. Đây, tắt thế này thì chạm không được các bạn này. Nhưng các bạn chạm lại một lần nữa và vân tay thì mở khóa được. Nói chung là vân tay mở khóa cực kỳ nhanh, chỉ khoảng 0,2 giây thôi là được rồi. Đó, nhanh đến mức mình không nhận ra luôn ấy. Ở trên OnePlus 7 Pro cũng có một cái điểm giống iPhone mà mình rất thích, đó chính là vẫn giữ lại cần gạt rung. Cần gạt này giúp mình chuyển nhanh chóng giữa chế độ nhạc chuông và chế độ rung, khá là tiện lợi. Về màn hình thì như các bạn thấy rằng là trên OnePlus 7 Pro chúng ta có một cái màn hình tràn viền thực sự, nhìn rất là đẹp. Và cái màn hình tràn viền này còn được cong sang hai bên cạnh, nhìn vô cùng là sexy. Và bởi vì mình là một người không thích cái màn hình khuyết tật nên là khi nhìn cái màn hình toàn diện như thế này mình cực kỳ thích. Và chưa kể em nó lại còn chiếm gần như là trọn diện tích phía trước của chúng ta nữa. Tuy là đẹp nhưng màn hình này có một cái nhược điểm, đó chính là bởi vì phần cạnh trên cạnh dưới rất là mỏng như là bo cong sang hai bên, nên trong quá trình chơi game rất có thể các bạn sẽ bị cảm ứng nhầm vào trong màn hình và làm rối loạn skill bạn đang tung ra, nhất là chơi Liên Quân Mobile. Về thông số thì màn hình này được OnePlus gọi là Fluid AMOLED, tức là cái màn hình mà chúng ta sẽ cong sang hai bên cạnh và là màn hình không hề có tí khuyết tật nào trên màn hình. Đồng thời thì các bạn sẽ có một cái màn hình có kích thước là 6,67 inch cùng độ phân giải là 2K+. Và cái điểm quan trọng nhất đó chính là các bạn sẽ có cái màn hình có tần số quét lên tới là 90Hz, ngang với gaming phone bây giờ. Như vậy là không cần gaming phone các bạn cũng có một chiếc máy có cái tần số quét màn hình rất là lớn. Tần số quét lớn thế này giúp các bạn có những cái trải nghiệm cực kỳ mượt mà với màn hình khi chúng ta chuyển ra chuyển vào giữa các app này, hay chỉ đơn giản là các bạn vuốt để thao tác trong màn hình mà thôi. Đồng thời là cái trải nghiệm chơi game của bạn cũng tốt hơn rất nhiều với màn hình 90Hz này. Và tất nhiên là cái việc làm một cái màn hình tràn như thế này thì camera sẽ phải ẩn ở bên trong máy rồi. Để bật camera các bạn chỉ cần truy cập vào trong camera và chuyển camera trước thôi. Sẽ có một cái camera pop up từ từ lòi ra cho bạn.
camera này mình đã test thử, mình thấy rằng là khi mình nhấn mạnh vào thì cũng có thể là biết đường tự thụt xuống để bảo vệ camera, đồng thời hiện lên một thông báo như thế này. Về hiệu năng được trang bị ở trên chiếc máy này, tất nhiên là flagship killer sẽ có cấu hình của flagship rồi. Các bạn sẽ có chip Snapdragon 855 và phiên bản mình có ở đây thì sẽ có RAM là 6GB cùng bộ nhớ trong là 128GB. Nếu như các bạn thấy rằng 6GB còn bé, các bạn có thể tăng lên tới mức là 12GB RAM trên một cái phiên bản khác của OnePlus. Về phần mềm thì chiếc OnePlus 7 Pro chúng ta đang chạy ở trên nền HyperOS OS 9.5 được tùy biến trên nền Android 9. Như vậy cái hệ điều hành này rất là mới và chúng ta sẽ liên tục các bản cập nhật đến từ OnePlus. Và cuối cùng sẽ là về pin ở trên chiếc OnePlus 7 Pro này thì viên pin có dung lượng là 4000 mAh. Mình nghĩ rằng với viên pin này thì cũng khá là đủ để các bạn trải nghiệm chiếc flagship này rồi. Tuy nhiên nếu như các bạn sợ rằng nhanh hết pin thì chúng ta vẫn còn công nghệ sạc nhanh 30W để gọi là Wap Charge như ở đầu video mình đã nói. Ok, đây là video mở hộp trên tay rất là nhanh chiếc OnePlus 7 Pro của mình. Các bạn thấy sao về em máy này? Các bạn muốn hỏi gì thêm các bạn đừng quên lại phần bình luận nhá. Cũng như nếu hay đừng quên lại một like, một sub cho kênh của Nghe Nhìn Việt Nam. Rồi xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Chắc lần sau các bạn gặp anh Ngọc đấy.